Chào các bạn, hôm nay mình chỉ cho các bạn cách mà đăng sản phẩm trên Tiki. Khi mà mình đăng trong cái danh mục mà thời trang á, thì trong cái phần mà yêu cầu đối với hình ảnh thì bên Tiki nó sẽ yêu cầu mình theo đúng cái tỷ lệ là 5 x 7, có nghĩa là tối thiểu là 4643900 dx đó, hoặc các ngành hàng còn lại theo tỷ lệ 1:1, tối thiểu là 600 600 hoặc là 900 900. Nhưng mà đối với những mấy bạn mà mình chưa biết chỉnh ảnh đó, thì khi mà mình up ảnh lên thì nó chưa có đúng tỷ lệ. Ví dụ đối với ngành hàng thời trang này nè, đúng cái tỷ lệ của nó là 643 900, thì mình up theo cái tỷ lệ của nó thì khi mà ảnh nó ra thì nó mới đẹp. Đó, khi nào ảnh nó ra thì nó sẽ đẹp. Nếu mình không đúng tỷ lệ khi mà mình up ảnh nó lên đó, thì nó sẽ báo lỗi là không up lên được. Nếu mà mình ngành hàng thời trang mà mình hình của mình theo tỷ lệ mà 1:1, hình vuông á thì mình chọn cái hình nền, mình chọn cái hình nền, khi mà mình duyệt sản phẩm xong rồi nó sẽ bung cái hình nó ra, cho nên sản phẩm có một số các bạn sản phẩm nó bị mất hai bên góc mà. Tại nó chia theo cái tỷ lệ 643 mà mình lấy tỷ lệ 1:1, thì khi mà mình đăng sản phẩm xong rồi mình thấy bên đây thấy đẹp á, nhưng mà khi nào nó duyệt bài xong rồi cái nó căng ra, nó theo đúng cái tỷ lệ, cho nên có một số hình ảnh nó sẽ bị mất góc, cho nên bên ngành hàng thời trang mình phải chỉnh theo đúng cái tỷ lệ này thì hình ảnh mình ra nó mới đẹp. Chứ nếu nhiều khi mà chưa đúng tỷ lệ khi mà mình up ảnh lên á thì nó sẽ báo lỗi. Mình thử một tấm ha, thử một tấm ra nè. Theo tại vì cái này là tỷ lệ, này là tỷ lệ 1:1, thì khi mà mình up nó lên thì nó sẽ bị co giãn ra đó. Bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh theo đúng tỷ lệ. Thì trước tiên á, mình biết chỉnh thì trước tiên mình phải có sử dụng máy laptop ha, rồi có phần mềm Photoshop, có cài phần mềm Photoshop. Đây phần mềm Photoshop, ví dụ máy mình cấu hình mà cấu hình mình yếu Core i3 thì mình sử dụng Photoshop CS3 được rồi. Cách hướng dẫn mà cài đặt á, thì các bạn coi cài đặt trên YouTube á, nó hướng dẫn cài đặt Photoshop CS3 đó. Để khi mình mở Photoshop lên, đây là cái đại diện của của Photoshop. Các bạn, nếu mà các bạn mà không biết gì về Photoshop á thì không cần quan tâm tới nó nhiều, mình chỉ lập theo các bước y như mình là được rồi ha. Trước tiên mình mở tấm ảnh lên, mình vào file này, chọn open nè đó, mình mở một tấm ảnh cần up. Đây giờ mình mở thử một tấm này nha. Hiện tại tấm này là hình vuông, là tỷ lệ một một, nhưng mà đối với cái ngành hàng thời trang thì nó yêu cầu cái tỷ lệ này là 643 900, tại cái tấm nó dài như là 643 900, nó dài như là đó, cho nên mình phải chỉnh lại theo đúng tỷ lệ 643 900. Rồi mình mở lên rồi ha. Rồi trước tiên mình nhìn bên góc tay phải này nè, nó có cái này là người ta kêu là layer nè đó. Khi mở một cái sản phẩm nào đó thì nó hiện ra một cái layer, mình nhấp đặt. Hiện tại nó phá cái chìa khóa này, cái này chìa khóa nè, nó phá lại rồi. Mình nhấp đôi chuột nha. Mình nhấp chuột vô nha, nhấp đôi hai cái. Mình nhấp hai cái. Đó, nó hiện lên cái này. Hiện lên bảng này rồi, mình nhấp ok. Rồi nó mất chìa khóa. Nó mất chìa khóa để mình chỉnh nó nè. Đó, mình di chuyển nó được nè, mình nhấp chuột mình di chuyển nó được nè ha. Đó. Đó. Rồi. Bước thứ hai nha, mình vào vào đây nha, để ý nha, vào đây rồi, mình chỉnh, mình chọn chế độ này nha, nó có lệnh tắt nữa nè, canvas size nè, mình chọn nha, canvas size, đó, rồi, nó hiện lên một cái bảng, rồi,
Giờ mình coi cái tỷ lệ của bên Tiki, nó yêu cầu ngành thời trang là tỷ lệ 643900BX. Rồi mình qua Photoshop. Hiện tại là cái bảng này là nó là centimet, thì mình nhấp vào nha, nó hiện lên, nó sổ ra một cái bảng. Mình sẽ chỉ từng bước cho các bạn dễ hiểu, mình không có làm nhanh đâu. Đó, mình chọn chế độ PX nè, pixel nè, pixel nha. Đó, pixel. Hiện tại tấm ảnh này là 1280 1280, là tỷ lệ 1:1 hình vuông á. Rồi mình chỉnh lại. Bề ngang 643, chiều cao đó mình coi lại nha, chiều cao nó là 900. Rồi 643900. Ok. À, 643900, ok. Rồi, nó sẽ hiện ra một cái bảng này mình nhắc. Rồi xin. Đó. Bây giờ nó sẽ thành một cái tấm ảnh bề ngang và bề cao nó như thế này. Rồi nó phóng to ra mất tiêu cái hình ảnh rồi. Mình sử dụng tiếp nha. Rồi, mình sử dụng tiếp. Mình nhấn nút Ctrl T. Rồi, Ctrl T nha, Ctrl T. Thì nó sẽ hiện lên cái khung nè, hiện lên cái khung, rồi mình điều chỉnh nó đi. Điều chỉnh ảnh này nha, đó, mình kéo nè, mình kéo nó được. Cuối cùng mình kéo về đúng một cái góc này nè, mình kéo về đúng cái góc, đó. Đó, rồi mình kéo nó xuống. Mình nhấn trên cái bàn phím chuột của mình á, mình bấm nút Shift nha, bấm nút Shift. Rồi, bấm nút Shift, rồi. Con chuột, mình giữ con chuột, mình kéo nó xuống, kéo nó xuống, đó, kéo nó xuống nha, đúng đúng theo tỷ lệ của nó rồi đó, ok, rồi mình ok, đó, làm đúng theo tỷ lệ, mình có thể di chuyển qua lại cho nó đều nha, đó, cái bài học này mình chỉ cho các bạn là cách, cách chỉnh tỷ lệ thôi nha, chỉnh tỷ lệ cho đúng thôi. Còn mới mốt mình xử lý ảnh như thế nào để mình cắt bỏ chữ, hay mình làm cho nó ảnh nó đẹp, hay là cắt bỏ cái này, à, cắt bỏ cái này đi, mình chỉ giữ cái hình đó thôi. Thì các bạn quan tâm thì bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bỏ cái phần thừa, mình chỉ giữ lại cái áo này thôi ha. Đó, đó vậy là đẹp rồi đó. Mình sạch trên trên trên, mình chỉnh lại chút xíu nữa, đó. Đó. Tại sao mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cho sao cho nó tấm ảnh nó đẹp. Nó đẹp, nó phù hợp. Phù hợp, nó đẹp, nó phù hợp. Mình bài này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn chỉnh lại cái tỷ lệ thôi. Đó. Rồi. Ví dụ giờ xong ha, mình save lại, mình save tấm hình này lại. Rồi mình vào file, chọn save as nè, save as. Đấy. Rồi nó sẽ hiện ra một cái bảng, nó chọn mình cái nơi lưu ảnh ha, nơi lưu ảnh. Và ví dụ mình chọn desktop đi ha, desktop. Rồi mình tạo một cái thư mục. Ví dụ tạo một thư mục, hiện tại mình tạo một thư mục ảnh Tiki nè, đó. Mình nhấp vào đây. Rồi. Chọn chế độ hình ảnh, CSS hình ảnh nè. Đó, mình chọn chế độ hình ảnh nha. Đó. Rồi lưu nó lại, đặt tên cho nó áo thun. Đó, mình muốn đặt tên sao cũng được ha. Rồi mình xem nó lại, ok. Rồi nó kêu mình hiện ra một cái bảng nữa, mình nhấp ok. Đó, vậy là xong nha. Vậy là xong tấm ảnh rồi đó. Vậy là xong tấm ảnh. Rồi sau khi mình chỉnh xong tấm ảnh rồi, bắt đầu mình up nó lên ha, mình up nó lên. Giờ cái tết hồi nãy mình lên nè, lưu nè, ảnh Tiki đó, tấm hình nè. Hiện tại nè, mình làm cho đúng tỷ lệ của nó nè ha, đúng tỷ lệ nó thì mình up nó lên đấy, up nó lên và nó đẹp luôn ha. Khi nào mà mình duyệt sản phẩm rồi á, là cái hình này nó sẽ bung ra đó, nó bung ra nó sẽ vừa cái khung nó mới đẹp đó. Rồi. À, các bạn nào mà quan tâm bài học tiếp theo mà để mình chỉnh sửa ảnh, hay là ví dụ mình úp một cái sản phẩm nào mà nó có chữ, mình bỏ chữ, mình làm phông trắng đen này nọ đó, thì tại sao các bạn quan tâm thì các bạn nhấn nút đăng ký cho mình nha. Đăng ký thì cái bài sau mình hướng dẫn sẽ có mình chỉ tiếp
cho các bạn, đồng thời mình học học Photoshop luôn. Các bạn nào mà chưa biết về Photoshop thì mình cũng có một số bài hướng dẫn cài đặt Photoshop luôn. Rồi, ok, chào các bạn.